Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái tấm xốp này để vào phần bê tông của khu vực sảnh để tránh cái phần đổ bê tông nhiều quá nó sẽ nặng phần mái sảnh. Móc vào cái dưới lớp sàn nước bột. Cái này là để cố định cái phần xốp của bạn nhé. Đó, đúng rồi, cái này để néo. Để néo cố định lại chúng ta móc cái phần xốp. Sao mỗi ok rồi. Như cái này không làm sớm. Đó, cái này là bê tông là đổ chiều. À thế à? Nhưng mà thay đổi sợ mưa hả? Thay đổi nên là